Bạch sư cho con hỏi quả của việc bất kính với chư tăng ni và cảnh hối như thế nào? Khi mà chúng ta bất kính thì tùy theo mức độ mà chúng ta ở địa ngục lâu hay mau. Bởi vì khi bất kính với các bậc tu sĩ tăng ni mà có giới hạnh, như ở trong Pháp Cú thì Đức Thế Tôn nói người đó sẽ phải chịu rất nhiều hình phạt. Ví dụ như là sẽ phải chịu khổ hình nè, rồi sẽ phải đi xuống địa ngục nè, rồi sẽ phải sanh vào gia đình thấp kém nè, sẽ phải chịu kẻ khác khinh khi nè, rồi sẽ phải sống trong kiếp nghèo khổ. Nói chung á, là khi mà mình rơi vào những cái hoàn cảnh coi như là tệ bạc, ví dụ như là bị người khác tra tấn, rồi bị người khác coi thường, rồi nghèo khổ các thứ đó, thì đó là cái nghiệp mà chúng ta sẽ tạo khi mà chúng ta bất kính với hàng tu sĩ. Ngoài ra đó, việc bất kính, cái nghiệp mà quan trọng nhất đó chính là nó dẫn chúng ta đi địa ngục. Mà cái bất kính ở đây á, là khi mình nổi tâm sân với một vị tu sĩ mà vị ấy là người có giới, thì chúng ta đã gieo nghiệp đi địa ngục. Nó sẽ hơi khác với hàng cư sĩ, bởi vì các vị tu sĩ là các vị có giới. Nó cũng giống như là mình chửi một tên ăn mày, thí dụ như hello bà già nghèo khổ chạy đông cô đơn, ví dụ như vậy. Thì giỏi lắm là chúng nó chửi mình thôi, mà cái dân mạng là nổi tiếng về cái bệnh mất trí nhớ, cho nên không vấn đề gì hết. Nhưng thử quý vị chửi một vị lãnh đạo của đất nước coi, hình như đúng không? Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta có tâm sân với một vị sĩ thì nghiệp nó sẽ nặng hơn, bởi vì vị ấy là vị có giới. Huống chi là mình mở lời ra, mình nói những câu bất kính, thì nó nghiệp nó còn nặng hơn nữa. Ngoài ra đó, khi mà mình không có sự tôn trọng với người khác thì nó còn cho một cái loại nghiệp, đó là cái nghiệp hạ tiện. Tức là mình sẽ sanh vào các cái tầng lớp mà hạ tiện, bị coi thường trong cái xã hội đó. Chính vì như thế thì chúng ta nên tập sự cung kính.